Rồi hôm nay thì Liêm xin chào tất cả các bạn và anh chị. Hôm nay Liêm sẽ giới thiệu đến các bạn và anh chị và đặc biệt là những bạn trẻ, đó là một cái mẫu xe, đó là dòng Satria. Hôm nay mình sẽ cập nhật giá của thời gian khoảng giữa tháng 10 các bạn nha. Đó, hôm nay là khoảng tầm 14-15 tây đó, tầm giữa tháng 10 thì hôm nay mình sẽ cập nhật giá cho các bạn và anh chị. Và hiện tại thì mình đang ở tại cửa hàng xe máy An Thành Phát các bạn nha. Và đây là cái địa chỉ của cửa hàng xe máy An Thành Phát, quốc lộ 3, khu phố 6, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương các bạn nha. Thì cái địa chỉ này cũng rất là dễ kiếm các bạn. Nó nằm gần ngay cái ngã tư Cộng Phụ Mỹ Phước 1 nha. Đó, từ ngã tư Cộng Phụ Mỹ Phước 1 lại ngay cửa hàng xe máy An Thành Phát chỉ khoảng 5m mà thôi nha. Rồi các bạn có nhu cầu mình cứ liên hệ với số dưới màn hình để gặp trực tiếp anh Bình, để mà không có nhầm lẫn cửa hàng các bạn nha. Trước mắt thì mình đây mình có hai cái mẫu Satria. Đó, ngoài ra là mình còn rất là nhiều màu, nhưng mà ở đây là mình thấy có hai màu này mình thấy rất là đẹp và riêng bản thân mình cũng rất là thích nữa. Nên là mình sẽ review hai cái màu này riêng ha. Thì bây giờ mình sẽ nói về những cái thủ tục cửa hàng trước. Bắt đầu mình sẽ vào review chi tiết từng con cũng như là báo giá cho các bạn anh em mình nha. Thì tại cửa hàng xe máy An Thành Phát các bạn, thì nếu các bạn mua xe thì sẽ không cần trả trước, cũng mua xe được này luôn nha. Nếu như mà mình muốn mua xe Satria này mình không trả trước, mình vẫn mua được luôn. Còn nếu như mình có điều kiện mà mình khỏe hơn chút xíu, mình đưa trước khoảng tầm 15-20 triệu thì mình có thể nhận được cờ bạc gốc luôn nha các bạn. Đó, rất là đặc biệt chỗ đó. Mình 15 đến 20 triệu là mình nhận được cờ bạc gốc, là riêng cái vấn đề đó mình rất là thích nha. Đó. Về thủ tục mua trả góp thì mình cần các bạn và anh chị mình cần cho em là một cái chứng minh, một cái hộ khẩu hoặc một cái chứng minh hoặc cái bằng lái nha. Tốt nhất mình cầm chứng minh hộ khẩu thì ok nha, hoặc là chứng minh bằng lái cũng được. Nhưng mà còn đặc biệt một cái nữa, chẳng hạn như chứng minh hộ khẩu cũng được, nhưng mà hộ khẩu phải có sao y công chứng trong vòng 3 tháng trở về là ok nha các bạn. Rồi. Chế độ bảo hành tại cửa hàng xe máy An Thành Phát thì các bạn cứ yên tâm ha. Thì bảo hành cho bạn đến tận 3 năm theo chế độ của hãng luôn nha. Còn nếu trong quá trình mà các bạn xem video, xem địa chỉ mà mình không quá rõ thì mình cứ liên hệ theo cái số điện thoại trên màn hình để gặp trực tiếp anh Bình. Anh sẽ hướng dẫn và cái chỉ đường đi mình nó rõ hơn ha. Và các bạn và anh chị lưu ý giá xe một tí xíu nữa mình sẽ báo cho tất cả các bạn và anh chị á. Đó là giá xe nguyên bản. Đó, nguyên bản là sao? Nguyên bản có nghĩa là những cái màu. Đó, những cái màu mà màu zin ha. Đây chẳng hạn đang thấy đây là hai cái màu nguyên bản nè các bạn nha. Đây là cái màu xanh trắng ha, đó là màu nguyên bản nha. Và đây cũng là màu nguyên bản nè các bạn nha. Đó, màu cam đen nè ha. Đó. Rồi, màu đen nhám ở đây cũng là màu nguyên bản luôn ha. Thì mình sẽ báo giá những màu nguyên bản. Như con xanh xám ở đây cũng là màu nguyên bản luôn các bạn nha. Còn đây là hai cái màu 3D các bạn nha. Nếu mà màu 3D thì mình sẽ chênh lệch với nhau là 1-2 triệu, có nghĩa là màu 3D á, thì nó sẽ mắc hơn màu nguyên bản tầm tim là 1, 2 hoặc 3 triệu, là do tùy vào cái cách phối màu và cái độ hot của cái màu nữa các bạn ha. Đó, thì giá xe của dòng này á, thì mình xin báo là đã bao gồm phí VAT rồi các bạn nha, lưu ý ha. Phí VAT rồi thì với giá là hôm nay là cửa hàng An Thành Phát nên để ra với giá là 55 triệu nha. Rồi, báo giá rồi ha, còn bây giờ mình sẽ vào chi tiết. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nhìn từ bên trên xuống của cái chiếc màu trắng này nha, màu xanh trắng này ha. Và màu xanh này là theo mình cảm nhận đây là màu xanh zin của hãng nha ha. Đó, còn màu trắng này được sơn lại với màu 3D và với cái tem cá mập các bạn nha. Đó, thì màu này nó sẽ chênh lệch với màu zin là tầm khoảng là 1-2 triệu nha. Màu zin thì với giá là 55 triệu các bạn nha. Nếu các bạn muốn mua chiếc này không cần trả trước mà mình vẫn lấy được luôn ha. Và nếu mà mình trả trước tầm 10-20 triệu, 15-20 triệu thì mình sẽ nhận được cái cờ bạc gốc luôn. Các bạn lưu ý điều đó là mình rất là thích vấn đề đó luôn á. Còn nếu về cái phần mà giấy tờ á thì các bạn cứ liên hệ về cửa hàng nha. Đó, mình cứ liên hệ trực tiếp về cửa hàng. Đó, đây là phí cho bao gồm phí VAT. Nhưng chưa bao gồm phí ra tên và biển số, các bạn lưu ý điều đó nha. Đó, nếu mà phí ra tên và biển số mình cứ liên hệ về cửa hàng, coi như mình ở cái khu vực nào, chẳng hạn như huyện, thị xã hay là thành phố ha. Nếu như mình ở huyện thì cái phần trăm phí trước bạ nó sẽ thấp hơn là ở thị xã. Và nếu như mình ở thị xã thì cái phần trăm của phí trước bạ mình sẽ thấp hơn phần trăm của thành phố. Và thành phố thì nó sẽ chia ra từng cấp nữa các bạn ơi. Thành phố thuộc tỉnh hoặc là thành phố như chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì chẳng hạn ở đây là mình có thành phố Hồ Chí Minh là cái mức phí nó cao nhất luôn á.
Rồi, thì các bạn mình ở khu vực nào mình cứ liên hệ về cửa hàng ha. Rồi, mình xin chốt giá lại là hôm nay mình sẽ cập nhật giá xe Satria tại cửa hàng xe máy An Thành Phát với giá là 55 triệu là với cái màu nguyên bản, còn hai màu trước mắt các bạn mình đang thấy ở đây, đây là màu 3D ha, màu 3D phiên bản độ màu đó, phiên bản up màu. Phiên bản up màu này thì mình sẽ có cái giá chênh lệch với nhau là 1 đến 2 triệu nữa, là chẳng hạn như 56 và 57 triệu gì đó. Còn nếu mà tiền phí ra tên thì các bạn cứ liên hệ về cửa hàng theo số điện thoại bên dưới màn hình để gặp trực tiếp anh Vinh, anh sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể mình hơn. Còn nếu như mình muốn mua xe mình không rõ cái địa chỉ đi đường đi như thế nào á thì mình cứ search Google Maps đó, thì cửa hàng sẽ có cái phần Google Maps. Còn nếu mình muốn mình sợ mà nó không chính xác mình cũng liên hệ với anh Bình, anh sẽ hướng dẫn cách thức của mình để cho mình lại cửa hàng một cách chính xác nhất để tránh lầm lẫn cửa hàng các bạn ha. Và đặc biệt là cửa hàng không cần trả trước mình vẫn mua được xe đó, mà nếu trả trước tầm 15 đến 20 triệu mình sẽ được nhận cờ về gốc luôn. Ok, bây giờ ngủ nguyện, cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ xin chào lại các bạn video sau nha.